Xin chào tất cả mọi người ạ, mọi người đã online chưa? Cô Hằng đang livestream đây ạ. Các bạn đã thấy cô chưa nhỉ? Chắc là một chút nữa. Hello everyone. Today Miss Hằng is coming back and I also bring the new topic related to food. And today we are going to learn some kind of vocabulary, some kind of the noun phrases related to food. Hôm nay thì cô Hằng và các bạn cùng học về chủ đề về tiếng Anh giao tiếp, tức là về phần practice speaking. Và cái phần này thì là một chủ đề khá là thông dụng, đó là chủ đề về đồ ăn, tức là cái cách mà chúng ta ăn uống hàng ngày này, rồi đi nhà hàng này, làm thế nào để nấu các món ăn thông dụng hoặc là những món ăn đặc biệt trong các dịp đặc biệt. Thì đây chính là cái chủ đề ngày hôm nay nhé. Các bạn mà nhìn thấy cô rồi, các bạn hãy say hi để cô biết nào. Hello, các bạn đã online chưa ạ? Chắc là đợi một chút đúng không ạ? Cô sẽ đợi các bạn khoảng tầm một phút nha. Okay, so now in our normal lives, we have a lot of food and dishes, right? We have a lot of food, thức ăn nói chung. Thông thường từ này chúng ta sẽ không sử dụng số nhiều nhé các bạn nhé. Còn các bạn sẽ sử dụng từ dishes mà nghĩa là các món ăn. Và từ này các bạn nhớ cho chúng ta nó là countable noun, là danh từ đếm được ạ. Vậy trong cuộc đời sống hàng ngày, in our daily normal life, we have a lot of food and dishes to mention. So today we are going to have some kind of the food and some kind of the dishes to mention here. Hôm nay chúng ta sẽ có bắt đầu học về một số từ vựng cũng như là cái phần liên quan đến phần này ạ. Hello. Các bạn online chưa ạ? Là đợi một chút, cô vẫn chưa nhìn thấy các bạn ơi. Các bạn ơi, nếu mà các bạn nhìn thấy cô, các bạn hãy say hi để cô biết nhé, bởi vì cô chưa nhìn thấy các bạn ở đây. Các bạn đã thấy cô chưa nhỉ? Rồi, ok, đây, bây giờ cô đã thấy một số bạn rồi đấy ạ. Ok, hello everyone, rồi, nhìn thấy rồi đấy ạ. Ok, nào, bây giờ chúng ta bắt đầu. Cô đầu tiên cô nghĩ là mạng đang có vấn đề. At first, I thought that there is something bad happened to the internet connection, so I don't see all of your comments here. Now, so today we are going to have some business to do with the topic food and dishes. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu có một số chủ đề liên quan đến chủ đề food là thức ăn và dishes là các món ăn nhé. Nào, chào Tolin này, Nguyễn Thị Nhung này, Đỗ Thị Hồng Nhung, Dung Trần, Hương Phương Han, Phương Chatter, Lê An, Mai Trần, Lily Hoàng, Bamboo, Lê Sam, Bi Sam ạ, Quyên Lê và Phạm Đức Quân. Ok, chào tất cả các bạn ạ. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số từ vựng liên quan đến phần ăn uống một chút nhé. Món ăn thì các bạn biết rồi, đây là từ dishes đúng không ạ? Từ dishes thì bắt đầu bằng từ cái dish là cái đĩa đó. Được chưa? Thông thường chúng ta có từ wash dishes là rửa bát. Đấy thì nó có một số từ nó liên quan và liên đới với nhau, gọi là relative words. Thì cô có note lại cho các bạn để các bạn lưu ý nhá. Trong tiếng Anh thì một số từ này nó sẽ liên quan đến nhau, nhưng nhớ các bạn phải đọc thật chuẩn về phần pronunciation, các bạn nhớ nhá. In English, pronunciation is a must and you have to make it very correctly. So this word, the first word must be food. The second word is dishes. The third word is dish because it has a different meaning. Thông thường cái từ dishes là những cái đĩa đúng không ạ? Hoặc các bạn nói là bát đĩa nói chung. Nhưng các bạn sử dụng từ dish mà nghĩa là đĩa, được chưa? Còn dishes thông thường nó là cái món ăn dọn lên trên bàn ấy. Wash dishes, được chưa? Thông thường thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có cook dishes. Cook dishes hoặc cook meals. Ngoài ra chúng ta có sử dụng từ prepare meals nếu mà nghĩa là nấu ăn. Đấy, đều mang nghĩa là nấu ăn ạ, được chưa? Kể cả là thông thường chúng ta, bố mẹ chúng ta mà đi làm về và chúng ta nấu ăn muộn đấy ạ, đúng không ạ? Chúng ta nói là I often prepare meals very late, đúng không ạ? Tôi là một người thông thường nấu ăn rất là muộn. Đấy, ok. Nào, vậy chúng ta cùng đọc với cô nhé các bạn nhé. Now, food, dishes. Từ này là dish, nhớ là âm SH nha các bạn nhé. Cùng đọc với cô. Dish, wash dishes. Cook dishes, cook meals or prepare meals, nhớ nhá. Chúng ta khi mà chúng ta nói một số từ như kiểu washing machine thì thông thường sẽ là máy rửa bát ạ. Washing machine là máy rửa bát đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có một số từ này, ví dụ we often cook meals in the special occasion.
vào các dịp đặc biệt. Thì chúng ta sẽ có từ special occasions, được chưa ạ? Nào vậy bây giờ các bạn thấy là trong dịp đặc biệt, ví dụ chúng ta đang có upcoming Tết holiday đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị có ngày lễ Tết, vậy chúng ta sẽ gọi nó là một dịp đặc biệt đúng không ạ? Một dịp đặc biệt, ok. Và chúng ta thông thường sẽ nói như sau nhé. Cái này là nó dịch qua cho cô luôn này. Trong ngày lễ Tết, người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống và ngon của Việt Nam. Trong ngày lễ Tết thì người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống và ngon của Việt Nam. Ví dụ như bánh chưng, hành muối. Bánh chưng hành muối còn gì đấy nhỉ? Trong ngày Tết thì các bạn thử kể ra một số món nha. Đấy, ví dụ các bạn có thể dùng từ etc này, đấy, gọi là etc. Các bạn tùy các bạn nhé. Dịch thêm từ nào cũng được. Nào, đây là những câu mà đơn giản nhất trong cái buổi ngày hôm nay này. Chúng ta bắt đầu với cô ạ. Nào, trong ngày lễ Tết người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống và ngon của Việt Nam. Ví dụ như là bánh chưng và hành muối. Nào, come on. Mời các bạn ạ. Rồi, chào các bạn nha. Plate có phải là đĩa không cô? Đúng rồi đấy em ơi. Một bạn hỏi cô là từ plate có phải là đĩa không? Đúng. Mình là cái đĩa nhầm. Và dish cũng là cái đĩa em nhé. Đấy các bạn ơi, các bạn cần hỏi câu gì các bạn cứ comment xuống dưới để cô có thể giải đáp cho các bạn nha. Ok, so if you have any questions or any comment or any kind of their inquiries, you can ask me by leave your comment below so that I can answer them all right away, ok? Bạn nhớ là nếu có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn cứ comment xuống dưới để cô có thể trả lời right away luôn, được chưa? Trả lời luôn. Nào, vậy bây giờ câu này rất là dễ thôi ạ. Đấy, ví dụ như là Tô Linh nói là canh măng này thịt đông này, ok rồi, cảm ơn các bạn. Vậy bây giờ chúng ta thử nói một số từ cơ bản như vậy xem là nó sẽ như thế nào. Trong ngày lễ Tết, người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống và ngon của Việt Nam, ví dụ như là bánh chưng hay là hành muối. Đấy, nào mời các bạn ạ. Câu này thì comment nhanh thôi đúng không ạ? Dễ quá, ngày lễ Tết thì là gì? Hôm qua chúng ta cũng nói một chủ đề liên quan đến phần Tết này rồi đúng không? Tựa thường Tết này, ngày lễ Tết này. Đấy chị ạ, tiếp tục ạ, món ăn truyền thống, từ truyền thống là gì? Truyền thống là gì có ai biết không ạ? Có ai không biết từ này không ạ? Nếu mà từ này không biết các bạn có thể comment xuống dưới nhé, để cô có thể giải đáp luôn này. Trong ngày lễ Tết, người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống và ngon của Việt Nam, ví dụ như là bánh chưng, hành muối. 3.3.3. Rồi, ok, thịt gà luộc. Ok. Từ thế hệ trong tiếng Anh là gì? Very good. Mà bạn hỏi thế hệ đây, chính ra là từ này cô đang định dạy, và tiếp theo thế hệ là gì các bạn ơi? Từ này dễ lắm đấy, mình sẽ nhờ cộng đồng mạng cùng comment với các em nhé. Hành muối cho nó tên đây là gì? Hành muối cho sử dụng từ là pickled onions. Pickled onions. Đấy, là hành muối. Được chưa? Pickled onions. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ạ. Phương Han này, biển số xe thì bạn thường dùng từ là gì ạ? Motorbike plate, hoặc đơn giản chỉ là plate thôi đúng không ạ? Đấy, ví dụ như một bạn này hỏi cô là biển số xe là gì? Thì cái từ plate này ấy, chúng ta hay nói là plate number, là số xe ấy, được chưa ạ? Thì cái từ plate này hiểu nghĩa khác nhau trong từ ngữ cảnh nhá. Ví dụ như cô vừa mua một cái xe mới và its plate number is. Đấy, chúng ta sẽ thường nói là its plate number, my motorbike. My motorbike. Thêm chữ S gì, my motorbike's plate number is. Đấy, thì các bạn sử dụng đây là biển số xe của tôi là. Các bạn nhớ cho cô Hoàng cái từ plate mà nghĩa là cái đĩa, nhưng mà tùy từng trường hợp chúng ta sẽ dịch khác nhau nha các bạn nhá. Đấy, trong trường hợp này thì mà nghĩa là biển số xe, từ plate không bằng mà nghĩa là cái đĩa nữa, đúng không? Rồi ạ. Nào, vậy bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Hành muối này, thế hệ rồi này. Nào, nếu ai mà chưa biết từ thế hệ thì cô tiếp tục nhá. Truyền thống và văn hóa, nếu mà bạn nào chưa biết từ truyền thống này. Truyền thống là gì ạ? Văn hóa là gì? Hành muối ở trên cô đã giải đáp rồi. Onion, pickled onions, đấy ạ, pickled onions, các bạn nhớ là đều dạng P2. Thế hệ là gì ạ? Đây là một số từ các bạn đang hỏi ngoài lề nên cô đưa cho các bạn đây ạ. Generation, very good, ok, rồi thế hệ nó sử dụng từ generation. Generation, đúng rồi đấy em ơi, nhớ nhá. Nếu mà các bạn muốn nói là nhiều thế hệ thì nó sử dụng generations, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục ạ. Phong Lan Tím này, đấy, Kim Dung này. Đúng rồi, chính xác ạ, cảm ơn các bạn ạ. Lily Hoàng này. Dùng car number không được đâu, thông thường các bạn sử dụng là car plate. Car plate. Ngô Duyên ơi, ok rồi em ơi. Thông Vũ, Bùi Thị Vân Anh, Kim Dung, My Meat.
Cultural là văn hóa, very good. Ok, rồi vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Từ truyền thống chúng ta sử dụng từ traditional. Traditional vì lý do đấy nó là tính từ các bạn nhé. Còn danh từ của nó sẽ là tradition. Tradition, ví dụ danh truyền thống của người Việt Nam là chúng ta sẽ quay trở về gia đình của mình và ăn Tết, đúng không ạ? Đấy, vậy trong trường hợp này chúng ta sử dụng từ này là tradition. Còn văn hóa chúng ta sử dụng từ cultural, đừng đọc là cultural, đọc là cultural, tr đấy ạ. Hơi đọc nó mạnh, cái giọng của mình hơi gặm nó một chút ạ. Vì lý do là khi các bạn nói cái từ này rất là âm cultural, ok chưa ạ? Rồi, cảm ơn các bạn ạ. Vậy bây giờ chúng ta xem nha. Cả câu này sẽ nói như thế nào đây? Trong ngày lễ Tết, người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống và ngon của Việt Nam. Vậy bây giờ cô sẽ bắt đầu đọc comment của các bạn nhé. Nào, cô sẽ đọc từ dưới lên này. Ví dụ, Kiều Trinh, During Tết holiday, Vietnamese often cook traditional foods and delicious example. Delicious, cái gì em ơi? Kiều Trinh ơi, em thiếu danh từ nhé. Các món ngon mai mít này. On Tết holiday, Vietnamese often cook the traditional Vietnamese and tasty dishes such as string cake, pickled onions. Ok, được rồi, đồng ý. Tiếp tục gọi người khác nào. Trên mai mít sẽ có phần Kim Dung này. At Tết festival, the Vietnamese usually cook traditional. Đúng rồi. Cô thấy các bạn có hai lỗi sai. Một, nếu các bạn muốn nói người Việt Nam ạ, các bạn có hai cách. Một là the Vietnamese, nhớ là trọng âm rơi vào âm cuối cùng, người đọc là mees lên đúng không ạ? The Vietnamese hoặc là Vietnamese people, ok chưa ạ? Đây là hai từ các bạn nhá, đừng đọc từ này là Vietnamese mà đọc là Vietnamese lên ạ, được chưa ạ? Chứ đừng không được sử dụng riêng tính từ Vietnamese bình thường đâu, ok chưa ạ? Rồi. Được chưa mọi người? Nào, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Nào, tiếp tục ạ, cô đọc thêm một số comment nữa này, Kim Dung ok này. Nào, Bùi Thị Vân Anh, on Tết holiday Vietnamese. Đấy, câu này nó là lỗi tiếp tục về danh tính từ và danh từ, các bạn dùng lẫn lộn với nhau. Thông Vũ này, in Lunar New Year, Vietnamese people often cook meals, traditional and delicious dishes. Không đúng rồi, mình không dịch theo kiểu word by word như vậy, Thông ơi. Ngô Duyên này, in Tết holiday Vietnamese, Vietnam people, không đúng ạ, Vietnam people thì được. Được chưa ạ? Rồi, ok. Nào, tiếp tục nhá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ, vào từ này bắt đầu ạ. Trong ngày lễ Tết, cô sẽ sửa ở dưới này, các bạn theo dõi câu của cô này. During Tết holiday, được chưa? Hoặc in, à, xin lỗi, at Tết. Đấy, đơn giản chỉ là at Tết thôi đúng không ạ? Nhưng đọc là Tết, được chưa? Cho nó hơi Tây tí. Trong ngày lễ Tết, người Việt Nam thường nấu những món ăn truyền thống đúng không ạ? Vietnamese people. Có hai cách đọc, một là Vietnamese people, hai là the Vietnamese, tí các em. Nhớ là phải có the nha, the cộng tính từ chỉ một lớp người hoặc là một 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 tộc người đúng không ạ? The Vietnamese often cook traditional, nếu không dùng cook dùng prepare cũng được nha các bạn nhé. Traditional delicious dishes. Được chưa ạ? Ok, ví dụ như là such as. Nếu các bạn muốn sử dụng từ Việt Nam thì ở Việt Nam nữa không thì thôi. Ở Việt Nam such as một là bánh chưng thì dùng là chiên cake bình thường đúng không ạ? Đấy, chúng ta vẫn gọi là chưng kẹt, nhớ là chưng CH nhưng mà là chưng TR đâu nha, không phải bánh chưng đâu nha, bánh chưng nha. And pickles, pickled onion, hành muối. Được chưa? ETC, các bạn viết tắt của từ etc, ok chưa? Vậy đây chính là đáp án của cô Hằng này, chúng ta cùng đọc với cô nhé. During Tết holiday or a Tết holiday. During Tết holiday or a Tết holiday. Vietnam, a Tết holiday hoặc a Tết là được rồi nhá các bạn nhá, nếu có holiday cũng được, cái từ holiday thì mà nghĩa là ngày lễ thôi đúng không ạ? Vietnamese people or the Vietnamese often cook traditional delicious dishes. Ở đây cô sử dụng hai tính từ liền nhau đó, từ traditional và từ delicious mang nghĩa là ngon, vừa ngon lại vừa truyền thống đúng không ạ? Sử dụng từ traditional delicious dishes of Vietnam such as chưng cake, pickled onions. Được chưa? Đấy, đây là đáp án của cô Hằng này. Câu này khá là dễ nên là các bạn comment rất nhanh đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Rồi ạ, ok, very good. Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa với cô để chúng ta master về pronunciation một chút nhé. Vì đôi khi là nếu mà đọc làm đúng mà đọc sai thì nghe người rất là chuối đúng không ạ? Nào, các bạn cùng đọc với cô nhé. During Tết holiday, a Tết holiday, Vietnamese people, nhớ không đọc từ này là people, nhắc lại lần thứ N nhé. Chúng ta không đọc từ này là people mà đọc là people, ok? Vietnamese people or the Vietnamese often cook traditional delicious dishes. Delicious dishes, được chưa? Of Vietnam, such as chưng cake, pickled onions, and etc. Được chưa?
Rồi ạ. Ok, có vấn đề gì với các bạn không? Nào, một bạn hỏi cô là đào delicious lên trước được không cô? Được, nhưng mà ở đây cô đang muốn nói là các món ngon và truyền thống, thì thông thường cái từ từ truyền thống là từ cuối cùng thì sẽ đặt lên đầu tiên. Được chưa? Nếu mà mình dùng là delicious traditional dishes được không cô? Được các em ạ. Cô nhắc lại, nếu các bạn sử dụng là delicious traditional dishes đều được nhé các bạn nhé. Cái đấy gọi là acceptable, tức là cách của cô cũng được, cách của bạn cũng được. Nhưng nếu các bạn sử dụng từ traditional được cô để trước thì các bạn sẽ dịch sau, đúng không ạ? Đấy. Nào, vậy các bạn cùng đọc lại một lần nữa với cô nhé. Ngon và truyền thống. Nào, bắt đầu ạ. During Tết holiday, at Tết holidays, Vietnamese people often cook traditional delicious dishes. Nhớ là đọc cái mồm chúng ta, nhớ là đọc cho đúng âm sờ nặng nhé. Chứ không đọc là dishes nữa. Một số đọc là đấy, dish so dish là sai đấy ạ. Đấy chứ ạ. Nào, đọc lại với cô, từ này nó hơi khó nên là một số bạn uốn mồm sẽ hơi khó này. Từ này đọc đầu tiên là từ traditional. Traditional, đấy chưa ạ? Traditional, traditional, đấy chưa ạ? Có nghĩa là traditional, truyền thống, đấy ạ? Delicious, delicious, delicious. Và từ này nhớ là âm sờ nặng, sợt là sai, và đọc là shers mới đúng ạ, shers. Và từ dishes cũng là sờ nặng, đấy chưa ạ? Nào, ở Việt Nam, nhớ cái từ Việt Nam để chọn nó sẽ rơi rơi vào từ 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 thứ hai một tí, à, từ thứ nhất một tí này, các bạn hơi kéo một tí. Việt Nam, đúng chưa ạ? Hoặc là Việt Nam, tùy các bạn. Such as chin cake or pickled onions. Được chưa? Nào, lần cuối nhé. Cô sẽ đọc chậm và nhanh này. During Tết holiday, Vietnamese people often cook traditional delicious dishes of Vietnam such as chin cake and pickled onions. Câu thứ hai nha, đọc nhanh hơn. At Tết holiday, Vietnamese people often cook traditional delicious dishes of Vietnam such as chin cake, pickled onions. Ok. Hết rồi, xong rồi. Một bạn hỏi cô là từ ETC viết tắt của từ gì? Nó viết tắt của từ etc. Đấy ạ, từ này mang nghĩa là vân vân và vân vân, tức là còn nữa. Vân vân. Đấy, đọc như thế nhưng mà các bạn đọc là etc, etc, etc. Được chưa? Ok chưa? Đây là phần giải thích bên cạnh thôi nhé, không lại. Được chưa mọi người? Rồi nha. Ok chị em ơi, Quân ơi. Trung Quân Idol ơi, ok chưa? Nào tiếp tục nha, chúng ta sẽ có phần tiếp theo này. Ở đây cô có một từ là từ generation và một từ rất là hay, đó là từ khoảng cách về thế hệ. Đây là từ rất là hay vì khoảng cách thế hệ thông thường sẽ ảnh hưởng đến phần đồ ăn mà chúng ta sẽ ăn, đúng không ạ? Khoảng cách thế hệ là gì ạ? Tiếp tục, đồ ăn có lợi cho sức khỏe là gì? Đồ ăn chậm là gì? Đồ ăn nhanh là gì? Đấy, nào mời các bạn ạ. Chúng ta có bốn từ này và cái này nó liên quan mật thiết đến thức ăn chúng ta đang ăn, đặc biệt là giới trẻ, đúng không ạ? Đấy, các bạn mời các bạn cùng comment cho cô bốn từ này. Khoảng cách thế hệ, đồ ăn có lợi cho sức khỏe, đồ ăn chậm và đồ ăn nhanh. Đây là những cái gì? Comment giúp cô nhá. Comment cả cụm nhá các bạn ơi. Nào, rồi cô đang cần comment của các bạn đây ạ, đang mong đợi đọc comment của các bạn. Rồi, ok, very good. Trần Sơn, Dung Trần, Tiệm Lộn này, Kiều Trinh, Mai Mít, Hoàng Quyên, Yến Nguyễn. Đấy, các bạn làm rất là hay nhưng mà ví dụ như tiệm lộn thì không comment cả một câu như thế nhá, và câu của em cũng bị sai rồi. Ở đây cô đang muốn các bạn comment noun phrase cơ mà, ngay từ đầu cô đã nói rồi, chúng ta sẽ học về một số cụm noun phrases là các cụm danh từ trong tiếng Anh các bạn ạ. Cụm danh từ trong tiếng Anh được chưa? Nên là xem cái cụm danh ấy nó như thế nào thì chúng ta sẽ đưa vào. Chứ đừng chỉ có nói mỗi kiểu là the food good for health thì câu đấy sai rồi đúng không ạ? Khoảng cách thế hệ đầu tiên chúng ta có từ generation gap rất hay ạ, generation gap. Generation gap mang nghĩa là gì ạ? Khoảng cách về thế hệ. Đồ ăn có lợi cho sức khỏe chúng ta sử dụng từ healthy food. Các bạn nhớ nhá, từ này đọc là healthy food. Healthy food, được chưa? Đừng đọc là healthy food. Healthy food, được chưa? Đồ ăn chậm sử dụng từ slow food. Có biết tại sao lại là slow food không ạ? Tại sao lại là chậm? Chậm tức là không phải nhanh thôi. Lý do là bởi vì khi mà chúng ta nấu, chúng ta sẽ mất rất nhiều công chế biến này, mua sắm đúng không ạ? Đấy, sơ chế rồi mới nấu. Còn đồ ăn nhanh chắc chắn là từ fast food. Các bạn đã quá quen thuộc rồi, đặc biệt là các bạn đang sống ở thành phố lớn đúng không ạ? Các bạn gặp rất nhiều những fast food stores hoặc là fast food stalls, fast food store
and fast food store. Phân biệt hai cái này như nào đấy các bạn này? Now, fast food store and fast food stall. What are the differences between these two words? Các bạn thử xem với từ store với từ stall khác nhau như thế nào ạ? Fast food store là những cửa hàng bán đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Thế còn stall thì là cái gì ạ? Rồi, ok. Đấy, cảm ơn rất nhiều bạn comment đấy ạ. Ok. Now, fast food store and fast food stall. What are the differences between these two phrases? Hai cái từ này thì cái sự khác biệt là gì ạ? The differences between these two phrases, các bạn nhớ cho cô Hoàng nhé. Là the store is bigger than stall. Cái từ stall mang nghĩa là cái gì đâu nhỉ? Nghĩa của nó là gì ta? Các bạn có phải tra phiên âm không? Tra nghĩa không trước khi trả lời cô không? Cố gắng là đừng tra nhé. Đúng rồi. Nào các bạn để ý, có một số bạn đã comment luôn đây này. Ví dụ là Lương Hoàng Long nói là store thì là cửa hàng, tức là cái nơi mà chúng ta vừa ăn, vừa ngồi, vừa check in sang chảnh. Còn store chỉ là cái xe đẩy thôi, thông thường sẽ là xe đẩy hoặc là gian hàng thôi. Tức là nó nhỏ và thông thường cho take away food, đúng không ạ? Take away food. Đấy, được chưa ạ? Ở nước ngoài chúng ta sẽ có từ drive through stall, đúng không ạ? Drive through stall. Đang nghĩa là chúng ta lái xe qua và lấy đồ và đi. Rồi, ok, được rồi nhá. Vậy fast food store là cửa hàng, còn cái này chỉ là gian hàng thôi, hoặc quầy hàng thôi. Được chưa mọi người? Vậy cùng đọc với cô một số từ vựng như sau nhá. Từ đầu tiên này, generation, cùng đọc với cô ạ. Từ đầu tiên, generation. Vậy từ này không đọc là ration mà đọc là ration, vì âm T, E, O, N đọc là sờ nặng ạ. Rất nhiều người, đặc biệt là học sinh trong lớp của cô Hoàng Bựa, thì các bạn ấy hay bị sai lầm giữa chữ sờ nhẹ và sờ nặng rất là nhiều ạ. Sờ nhẹ đọc là qua khe răng, còn sờ nặng các bạn sẽ chu mồm lên ạ. Generation, được chưa ạ? Khoảng cách thế hệ sử dụng từ generation gap, được chưa ạ? Đồ ăn có lợi sức khỏe sử dụng từ healthy food, đồ ăn chậm thì sử dụng từ slow food, fast food, được chưa ạ? Rồi, cửa hàng chúng ta sử dụng từ store và nhớ đọc theo từ fast food store. Từ này không đọc là store, bạn biết tại sao không ạ? Vì lý do cô không đọc là store vì ở đây không phải là âm o ngắn mà nó là o dài trong tiếng Anh, và đặc biệt là cô đang theo American English. Now, the way I pronounce the American English is I always bend my tongue when I get the R sound. Với cô Hằng ạ, khi mà cô nói về Anh Mỹ ạ, thì cô thường sử dụng âm R rất là cong lưỡi, đúng không ạ? Cô không sử dụng là fast food store mà đọc là store. Tức là cái miệng của mình sẽ cong lên một chút, đúng không ạ? Fast food store. Còn từ stall thì chúng ta chỉ nâng lưỡi một chút thôi. Stall. Fast food stall. Ok. Để cho mọi người ơi, is it okay for you? Am I clear enough? OMG, hóa ra nhóm nhạc Hàn Quốc Girls Generation trước đây là con gái thế hệ. Thực tế là sử dụng từ là Girls Generation là thế hệ của con gái chứ. Được chưa? Ok, my meat này. The store is a place that is displayed in street. Ok, very good. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Vậy bây giờ chúng ta đọc lại một lần cuối này. Từ dưới lên này. Fast food stall. Nhớ đọc xong từ nào để có lại nha, để cùng chúng ta biết là cái nghĩa từ đấy là gì và chúng ta viết sai chính, đúng chính tả chưa nhá. Đừng để sai chính tả nhá. Fast food stall. Fast food store, fast food, slow food. Các bạn có để ý là từ food của cô không đọc là food không ạ? Cô không đọc là food đâu ạ. Mà cô đọc là food. Miệng cô sẽ hơi như thế này, các bạn nhìn này. Miệng chúng ta tròn miệng vào kéo xuống dưới, và trong mồm chúng ta hơi giống chữ U, hơi giống chữ U, tức là chữ U cực kỳ tròn luôn ấy ạ. Chúng ta không đọc là food mà đọc là fast food. Fast food, đấy, được chưa ạ? Slow food, healthy food. Đấy, một số bạn đọc fast food, slow food với healthy food. Đó, được chưa ạ? Đọc lại một lần nữa nhé. Slow food, fast food, healthy food, generation gap and generation. Ok? Done. Now, so I'd like you to list some name of the healthy food. Các bạn ơi, các bạn có thể liệt kê một số healthy food cho cô được không ạ? Liệt kê healthy food. Now, mời các bạn ạ. What kind of healthy food do you know? What kind of healthy food do you know? Có những loại healthy food nào mà các bạn biết ạ? Nào liệt kê giúp cô xem nào. Từ đầu tiên cô sẽ cho các bạn là từ vegetable. Vegetable, tuyệt đối không đọc từ là vegetable nha. Từ này đọc là vegetable, bằng với từ veggies, rau củ quả. Nào các bạn khác đâu? Come on, I would like to know more words related to healthy food. Các bạn ăn hàng ngày các bạn đều biết đúng không ạ? Rồi, rất tốt ạ. Ok, salad, beef, fruit, very good. Now, come on, các bạn có thể comment sâu hơn nó là những cái gì nào? Hot dog, no, hot dog is not healthy food. Các bạn nhớ nhé, định nghĩa healthy food là những thức ăn có lợi cho sức khỏe.
Còn những thức ăn mà nó có nhiều chất béo và ít chất dinh dưỡng thì nó không được gọi là healthy food mà nó gọi là fast food nha. Rồi, đây một bạn liệt kê spring onion, hành xanh đúng không ạ? Spring onion. Come on. Meat, rice. Ok, đồng ý ạ. Đây là nói chung chung. Nut, very good. Beef already. Ok, good. Rice already. Đúng rồi đấy. Liên Liên, Kim Dung này. Lily Hoàng ơi sai nhé, đừng có nhầm giữa hai từ này nhé. Từ meat khác mà meat M-E-E-T khác nhé. The first word is a noun. It is referring to the food. And the second word is a verb. It is an action. Từ này đầu tiên nó nghĩa là danh từ và nó là loại thức ăn. Còn từ meat thứ hai này nó là động từ mà, gặp gỡ mà. Broccoli, cauliflower. Very good. Broccoli, cauliflower. Good. Nào thử liệt kê xem mà chúng ta biết được bao nhiêu từ nào. Juice, egg. Juice, egg, cereal. Very good, ok. Hôm nay cô biết là các bạn sẽ liệt kê được rất rất nhiều từ. Fish, sweet potato. Very good, ok. Sweet potato, good. Shrimp, come on. Crawfish, wow, crawfish. Broccoli already, broccoli we also have that. Fresh juice, ok, fresh juice. We have the juice here. No. À, yeah. Fresh juice. Fresh juice. Có rồi nha em ơi. Mushroom, not mushroom. Mushroom, nhớ comment cho đúng nha. Mushroom là kiểu mash up nha. Mushroom. Chicken breast. Ok, chicken breast. Chicken breast. Good. Các bạn khác đâu? Hot dog. Hot dog các bạn ơi. Hot dog là xúc xích ạ. Xúc xích chúng ta không cần coi nó là một loại gì đâu ạ. Được chưa? Carrot, good. Egg, octopus. Octopus, good. Smoothie, good. Okay. Các bạn làm rất hay ạ. Smoothie. Còn gì nữa không? Nào còn gì nữa các bạn? Tomato, good. Tomato. Tomato or tomato. Okay, đều được ạ. Milkshake. Milkshake nghe có vẻ hơi ngọt đúng không ạ? Nhưng mà thôi cũng là liệt kê vào đây cũng được. Milkshake. Nghe giống một số loại gọi là drink hơn đúng không ạ? Green pepper, good. Green pepper. Green pepper. Trứng cake. Tiệm lộn. Ok, trứng cake thì nó là một loại đồ ăn khá là béo đấy ạ, đúng không ạ? Rất nhiều năng lượng ở trong đấy. Potato, ok, potato. Good. Còn gì nữa các bạn ơi? Hazelnut. Hazelnut. Ok, các bạn đã từng nghe những từ này chưa? Cứ yên tâm là cứ viết đi, xong tí nữa chúng ta sẽ đến phần giải nghĩa sau nhé. Được chưa? Nào, hazelnut, hazelnut, còn gì nữa nhỉ? Từ tiếp theo nào? Cô đang đọc comment, các bạn ơi, các bạn comment nhiệt tình lên nào. Bean, banana, good, banana. Chúng ta có rất nhiều từ vựng ở đây liên quan đến một số loại seeds, đúng không ạ? Loại hạt. Garlic, ok, really, garlic, ok. Rồi nhớ là garlic chứ không phải là garlic, không có chữ R đâu nha. Peanut, peanut, chicken, coconut, ok, coconut. Rồi watermelon, watermelon. Các bạn đã từng nghe từ passion fruit bao giờ chưa? Passion fruit, dragon fruit. Cứ có từ fruit đi cùng ấy. Passion fruit and dragon fruit, what is that? Rồi, there are tons of healthy food. Stuffed pancakes. Ok, stuffed pancakes. Ví dụ như bạn Trang Phan có nói là stuffed pancakes. Từ stuffed là có nhân được nhồi ấy. Còn pancake là cái bánh rán bằng chảo rất là mỏng đúng không ạ? Thì những cái từ đấy thì thông thường nó sẽ là đồ ăn ngọt. Được chưa ạ? Rồi, ok, strawberry. Ok, there are a lot. Ok, rồi, cô sẽ dừng ở đây nhé. Rất là nhiều ạ, được chưa ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem lại. Chúng ta có rất 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 nhiều từ liên quan đến healthy food. There are tons of healthy food here, đúng không ạ? Và chúng ta cùng đọc lại với cô một số từ này. Từ đầu tiên là salad, chúng ta đều biết đây là gì rồi ạ. Đây là salad. Gọi là rau trộn đi, đúng không ạ? Beef thì là thịt bò rồi. Nào, tiếp tục mình có từ fruit, dễ quá. Spring onion, đây là hành xanh á. Hành xanh, được chưa ạ? Meat, nhớ là đây là thịt, không phải là meat thứ hai nhá. Thì còn từ trên ở đây là chúng ta sử dụng nó là từ gặp gỡ. Meat, gặp gỡ. Rice, chúng ta biết rồi, cô sẽ bỏ qua. Nut là các loại hạt, được chưa? Các loại hạt là raisin, đúng không? Raisin, đây là
loại gọi là cái gì nhỉ? Nho khô ạ. Ok chưa ạ? Được chưa ạ? Raisin. Tiếp tục ạ. Chestnut chẳng hạn đúng không? Broccoli là súp lơ xanh. Còn cauliflower có nghĩa là súp lơ trắng. Fresh juice, các bạn đều biết từ này rồi. Fresh juice. Nước ép trái cây tươi. Egg, trứng. Cái này dễ quá, cô sẽ bỏ qua những từ nào dễ quá. Còn bỏ qua từ này đọc là cereal. Cereal, không có thường thường sẽ không chữ S gì đâu ạ. Cereal mà nghĩa là ngũ cốc ạ. Cái này thông thường ăn sáng rất là nhiều. Fish là ăn cá rồi đúng không ạ? Sweet potato, đây không phải là khoai tây nữa mà đây là khoai lang. Rồi tiếp tục là shrimp là tôm. Được chưa? Crawfish là tôm hùm đất đúng không? Tôm đất là cái loại tôm hùm nhỏ đấy. Mushroom là nấm. Và đặc biệt là các bạn ăn chay đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xem là ăn chay là gì nhá. Now, chicken breast là ức gà. Carrot là cà rốt. Now, octopus là bạch tuộc đúng không ạ? Tiếp tục smoothie. Smoothie có nghĩa là sinh tố nhá các bạn nhá. Là cái đồ ăn mà mình thấy nó xay nhuyễn ra rồi đấy ạ. Tomato or tomato. Hai cách nào khác nhau, tomato or tomato thì các bạn. Nếu anh Mỹ đều được. Tomato mà nghĩa là cà chua. Milkshake là sữa lắc ạ. Ai chưa biết từ này nốt lại giúp cô. Green pepper là ớt chuông. Ớt chuông. Green pepper hoặc là ớt xanh ạ, được chưa? Potato. Potato đây là khoai tây rồi, biết rồi đúng không? Tiếp tục hazelnut. Hazelnut, hazelnut cô nhớ không nhầm đó là hạt rẻ. Một loại hạt rẻ. Bean là đậu. Được chưa? Chickpea là đậu gà chẳng hạn đúng không ạ? Đó. Tiếp tục ạ. Banana đây là quả chuối đúng không ạ? Đây là một loại fruit rồi. Seed là các loại hạt. Garlic. Garlic là gì các bạn ơi? Tỏi đúng không ạ? Có thể liệt kê tỏi cũng rất là hay đấy ạ. Peanut mà nghĩa là đậu phộng ấy. Nó chính là lạc của chúng ta đấy. Rồi, coconut đây là quả dừa. Ok, watermelon. Ok, it's very juicy, right? Watermelon là dưa hấu. Tiếp tục passion fruit. Các bạn đã từng nghe từ này chưa ạ? Cái này mà nghĩa là quả chanh leo ạ. Passion nghe rất là đam mê đúng không ạ? Còn dragon fruit mà nghĩa là quả thanh long. Tiếp tục strawberry mà nghĩa là dâu tây, dễ quá rồi đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại từ dê trên dưới giúp cô nhé. Có quá nhiều đúng không ạ? Rồi, ok, celery, crab, pork. Đấy, một số bạn còn nói là celery, cần tây. Đặc biệt là cô thấy nước ngoài người ta hay rất hay uống cái celery juice, là cái loại nước ép từ cần tây vì nó rất là bổ đúng không ạ? Rồi, pork là thịt lợn. Được chưa ạ? Đấy, một số từ vựng mà các bạn nên biết nha các bạn nhá. Rồi, Lương Hoàng Long, one quick question, how can you find the way in love with English? Okay, it's a long story. So, một bạn hỏi cô là làm thế nào để có tình yêu tiếng Anh thì cô nói thật là it's a long story các bạn ạ. Không thể nói trong ngày 1, ngày 2 để có thể hoàn thành được cái tình yêu tiếng Anh của mình được, đúng không? Rồi, dâu này, ok, jellyfish. Rồi, jellyfish mà nói là jellyfish cũng rất là hay, cái này là con sứa. Sứa, cái con mà kiểu hình thân của nó hơi có màu trong trong ấy, được chưa ạ? Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc với cô từ dưới lên trên nha các bạn, cùng đọc với cô này. Jellyfish, 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 pork, 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 salary. Cái này nghe giống như là salary, tiền lương của mình ấy, đúng không ạ? Chính xác là nó na ná giống như vậy đấy, các bạn cùng đọc với cô nhé. Salary, salary, còn cái tiền lương của chúng ta là salary, miệng nó hơi giống là chữ A, còn đây là E, đúng không ạ? Salary, strawberry, strawberry, dragon fruit. Các bạn ơi, đọc chậm thôi mà, và các bạn cố gắng là comment lại cho cô để các bạn ghi nhớ luôn từ vựng trong đầu của mình nhé. Đây, có rất nhiều người là mình nhớ được từ nào rồi thì không cần comment, nhưng mà từ nào mà mình chưa nhớ hoặc chưa biết cách viết của nó, mình comment lại cho cô nhé. Nào, đọc lại với cô này. Jellyfish, jellyfish. Mỗi từ cô sẽ đọc hai lần, twice. Now I will read it twice and then you can write it down. Nếu bạn nhớ là viết lại cho nó để nhớ cái cách viết của nó này. Jellyfish, pork, celery, strawberry, jellyfish, pork, celery, celery. Ok chưa ạ? Tiếp tục, strawberry, từ này dễ quá. Strawberry, dragon fruit. Từ này không đọc là dragon, đọc là dragon fruit. Từ này không đọc là fruit, đọc là fruit. Được chưa ạ? Dragon fruit là thanh long. Passion fruit, đập chữ sh thật mạnh lên ạ. Nào, passion fruit. Passion fruit, ok. Watermelon, watermelon. Tại sao cô đọc là water, các bạn còn nhớ không ạ?
Watermelon, tại sao đọc là watermelon cho nó đỡ mệt, nhưng thực tế là watermelon theo anh nghĩ thì đọc sẽ dễ đỡ mệt hơn vì chữ the lúc này ạ. Chữ the đã được thay thế bằng chữ the rồi, ok. Nào đọc lại nha. Strawberry, dragon fruit, passion fruit. Tiếp tục watermelon, watermelon, coconut, coconut, peanut, peanut. Rồi dừng ở đây đã. Đấy chưa mọi người? Rồi xong chưa ạ? Được chưa, ok chưa ạ? Pig offal congee. Cái từ này là cháo gì? Cháo lợn lợn offal ấy hả? Cô chưa biết chính xác cái món đấy là món gì, chắc là cô chưa từng được ăn. Em có thể chia sẻ được không? Bởi vì khi mà cô nhìn thấy cái từ đó là từ pig thì cô biết ngay đó là lợn này. Được chưa ạ? Còn cái từ congee, congee thì nó là cháo, còn offal là kinh khủng á. Vậy nghĩa của nó là gì đây Trang, Trang Hang ơi? Trang heo hay Trang gì ơi? Trang fan ơi. Được chưa ạ? Rồi nhá. Ok, nào tiếp tục ạ. Nào, tiếp tục ạ, các bạn đọc lại với cô nhá. Watermelon, coconut, peanut. Nhớ đọc là nut, đâu đọc là nút nhá. Peanut. Tiếp tục tỏi là garlic, seeds. Seeds là hạt, các loại hạt đúng không ạ? Banana, banana, bean, bean, hazelnut. Cái từ hazelnut này là một loại hạt dẻ, một loại hạt dẻ. Cô không biết chính xác là loại hạt gì, chắc cũng chưa từng được ăn. Được chưa? Hazelnut. Ok chưa? Tiếp tục này. Potato, potato, ok? Potato. Can you show me the way hay là a way? Một bạn hỏi cô là can you show me a way hay là the way? Bạn tiệm lộn, cô hỏi là can you show me a way or the way? Thì chúng ta dùng là the way em nhé. Vì sau này chúng ta sẽ nói là can you show me the way from A to B? Là thông thường chúng ta sẽ đưa ra là bạn có thể chỉ đường cho tôi từ A đến B được không? Thì cái đường này đã xác định trong đầu người ta rồi đấy em ạ. Thế nên là khi mà mình hỏi mình sẽ dùng là the way nhé em nhé, không dùng là a way đâu ạ. Được chưa mọi người? Tiếp tục nha, đọc lại với cô một lần nữa này. Hazelnut, hazelnut, potato, potato, green pepper, milkshake. Đọc từ này là milkshake, nhớ là đọc âm sure nặng thật mạnh lên. Tomato or tomato đều được nhá. Tomato or tomato. Smoothie, thò lưỡi ra ngoài, âm này là âm the, ok chưa ạ? Đọc lại một lần nữa. Smoothie and octopus, octopus, octopus. Rồi, ok. Được chưa ạ? Tiếp tục ạ, mình có từ từ carrot. Đọc lại một lần cuối này. Milkshake, tomato or tomato. Smoothie, octopus, carrot, chicken breast. Đây, bạn nào mà đặc biệt là các bạn nam, nam của các bạn nữ đang tập gym thì các bạn có chế độ ăn rất là healthy, các bạn hay thường ăn chicken breast. Đúng không ạ? Rồi, ok, tốt cho cơ bắp. Chicken breast. Rồi, ok. Good. Nào các bạn đồng đọc lại với cô nhé. Từ này là carrot, 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 octopus, smoothie, tomato or tomato, mushroom, 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 chicken breast, crawfish, crawfish, crawfish. Được chưa ạ? Đừng đọc là fish, hãy đọc là fish. Các bạn nhớ là mỗi lần mà muốn xem cô Hằng livestream thì bạn cố gắng là các bạn bật về chế độ là follow cô Hằng và để chế độ đó là để chế độ xem trước ấy. Nó gọi là see first đấy. Nếu bạn nào dùng tiếng Anh các bạn sẽ hiện lên là từ see first. Thì có mỗi lần mà cô livestream nó sẽ báo cho các bạn nhé. Ok không ạ? Được chưa? Nào đọc lại nào. Chicken breast, mushroom, crawfish, shrimp. Từ này không đọc là shrimp, đọc là shrimp. Shrimp. Sweet potato. Ok, là khoai lang nhé. Không đọc là pô lang tàu đâu ạ. Một số bạn hay trêu cô Hằng đọc là pô lang tàu là sai đó. Được chưa mọi người? Rồi, ok. Nào tiếp tục cùng đọc lại với cô nha. Crawfish, crawfish, sweet potato, fish. À từ này có từ đặc biệt đọc là cereal, 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 cereal ấy. Cô sẽ đọc là cereal, cereal. Đọc nhanh hơn là cereal, 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 cereal. Mà nghĩa là ngũ cốc ạ. Được chưa ạ? Ngũ cốc, ngũ cốc. Ngũ cốc. Được chưa mọi người ơi? Tiếp tục mình có từ trứng là từ egg. Được chưa? Egg. Tiếp tục fresh fruit. À xin lỗi, fresh juice. Fresh juice. Fresh juice là mang nghĩa chai, nước ép trái cây tươi. Every day I have a cup of fresh juice to improve my skin. Đúng không ạ?
Hàng ngày tôi thường uống một cốc nước, gọi là sẽ nước ép trái cây tươi để làm gì ạ? Để cho da dẻ nó đẹp. Được chưa? Tiếp tục từ này là cauliflower, không đọc là cauliflower nha, đọc là cauliflower. Cauliflower, ok? Broccoli, broccoli, broccoli. Nào, được chưa ạ? Tiếp tục từ nut, nut, nut. Đấy, ví dụ như là nuts, chúng ta có raisin, raisin mà các bạn hay ăn vào dịp Tết ấy, nó chính là nho khô, được chưa? Rice, 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 meat, dễ quá rồi, hai từ đọc giống nhau luôn, meat and meat, nhưng mà nhớ là nghĩa khác nhau nha, và dùng mình nhớ là đừng có viết sai chính tả nhá. Spring onion, spring onion, fruit, beef, fruit, beef, salad and vegetables or veggies. Hết rồi, ok. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số phần liên quan đến từ vựng nữa này. Đó là người ăn chay là gì? Và người ăn mặn là gì ạ? Ăn chay và ăn mặn ý. Nào, các bạn ơi cùng dịch cho cô hai từ này ạ. Xem các bạn có biết từ này không ạ? Người ăn chay và người ăn mặn. Người ăn chay và người ăn mặn. Các bạn nhớ là cô Hằng vẫn đang check comment trên điện thoại nhá. Nên là nếu như bạn nào mà có cái câu nào ạ, từ nào, từ vựng có bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn cần hỏi, các bạn cứ comment xuống dưới để cô có thể trả lời các bạn nhé. Người ăn chay là gì và người ăn mặn là gì? Thế ăn cả chay lẫn mặn là gì? Nào mời các bạn ạ. Người ăn chay và người ăn mặn, chúng ta dùng từ gì ạ? Rồi nào, đây là lúc cô sẽ đọc comment đấy nhá. Người ăn chay chúng ta sử dụng từ gì? Vegetarian, ok. Vegetarian, very good. Ok, đấy, còn vegetarian nữa hả? Nào, các bạn comment nốt đi ạ, để cô có thể làm chữa luôn cho các bạn nào. Người ăn chay và người ăn mặn. Ăn chay và ăn mặn. Ok, come on. Rồi, mới có comment của người ăn chay thôi. Những người ăn mặn đâu rồi, chết rồi. Trong cộng đồng những người đang xem livestream của Hoàng chắc chắn là có cộng đồng người ăn mặn ở đây chứ. Hoàng cũng là người ăn mặn đây. Hay các bạn đang còn đang tra. Các bạn thử đoán xem là theo cái khả năng ngôn ngữ của mình, xem là mình thấy là cái người ăn mặn mình sẽ dùng từ gì ạ? Ok, ví dụ nhé, tôi là một người ăn chay chứ không phải là người ăn mặn. Tôi là người ăn chay chứ không phải là người ăn mặn. Vì vậy, mỗi khi đến Việt Nam, tôi thấy rất khó để tìm được các quán ăn chay ngon, các nhà hàng chay ngon. Đấy. Đây là một câu, tiếp tục là một câu tricky các bạn đây. Người ăn kiêng. Ok, người ăn kiêng, đồng ý ạ. Nhưng mà bây giờ giải quyết giữa chay với mặn đã. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ nói từ này nhé. Từ ăn chay chắc chắn là các bạn sử dụng từ vegetarian. Được chưa ạ? Vegetarian. Các bạn đọc là vegetarian. Được chưa ạ? Đó là chọn thứ ba đấy các bạn ạ. Vegetarian. Còn người ăn mặn chúng ta sử dụng từ meat eater. Meat eater. Nó chính là người ăn gì? Ăn thịt đấy ạ. Các bạn là những người ăn thịt đấy đúng không ạ? Ăn thịt bạn này bạn kia đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói là I am a meat eater and I am a vegetarian thì nó sẽ khác nhau về nghĩa đúng không ạ? Ăn mặn thì dùng là meat eater. Còn vegetarian mang nghĩa là ăn chay. Ok chưa? Rồi, thủng chưa nào mọi người? Được chưa mọi người ơi? Còn ai nữa không? Còn ai có thắc mắc gì nữa không ạ? Vậy bây giờ giải quyết câu dưới cho cô nhá. Được chưa ạ? Rồi nha. Nào, ngoài ra các bạn không sử dụng từ vegetarian, các bạn sử dụng một từ nữa, từ vegan. Vegan, hai từ này giống nhau ạ. Vegetarian or vegan is a synonym. You can use both of them. Các bạn sử dụng hai từ này đều được nhá. Nào, vậy bây giờ chúng ta, tôi là người ăn chay là gì này? Vì vậy, mỗi khi đến Việt Nam, tôi sẽ rất khó để tìm được nhà hàng ăn chay ngon. Nhà hàng chay ngon. Nào, câu này dễ rồi nên là mời các bạn cùng làm ạ. Một bạn nói là I'm a meat eat meter. Thực ra là meat eater em ơi. Meat eater, không phải eat meter nha.
Non-vegetarian. Oh no, chúng ta không dùng từ non ở đây, dùng luôn từ meat eater cho cô nhá. Rồi. Ok, nào với các bạn ạ. Câu này dễ mà, đúng không? Học sinh của cô Hằng là không bao giờ ngại khó ngại khổ ạ. Bất kỳ câu nào đưa ra là chưa cần nghĩ, nhưng chúng ta phải nói là em sẽ làm được chứ đừng nói là em không làm được nha. Nào các bạn ạ. Tôi là người ăn chay chứ không phải là người ăn mặn, vì vậy mỗi khi đến Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy là hầu hết chúng ta không có cái tôn giáo như kiểu là rõ ràng quá nhiều, tức là không có quá nhiều dân cư, dân số mà ăn chay, đúng không ạ? Thế nên là khi mình tìm với cái nhà hàng chay rất là khó. Tôi là người ăn chay chứ không phải là người ăn mặn, vì vậy mỗi khi đến Việt Nam tôi thấy rất khó để tìm được cái nhà hàng chay ngon. Rồi, nào các bạn đâu? Mời các bạn nào. Mới có một comment thôi, chưa được. Nào cô sẽ đợi một chút nữa nhé. Ăn chay. Tôi là người ăn chay chứ không tôi là người ăn mặn. Được chưa? Và bây giờ bắt đầu cô check comment của các bạn nhá. Rồi, nào, ví dụ như là bạn Hồng Nhung nói như sau này. I am vegetarian. Em nhớ là chúng ta cần phải có mạo từ an và the trước danh từ các bạn nhá. Cần có mạo từ an và trước danh từ. Đừng có bao giờ sử dụng mỗi câu là I am vegetarian thôi ạ. Được chưa? Not meat eater. So when I come to Vietnam, I find difficult to find. Find difficult to find. Đấy, các bạn xem nhá. Câu này của Hồng Nhung hơi lủng củng một tí. Chưa thực sự chính xác em nhé. Tên ở báo: I am a vegetarian, not a meat eater. Because of this, every time, đã every cộng time thì các bạn nhớ cho cô là các bạn sử dụng gì ạ? Là danh từ số ít với từ time nha. Đã every thì luôn luôn cộng danh từ số ít. Every time I go to Vietnam, I find it difficult to find a restaurant for vegetarian. Ok, cũng được. Rồi, Nguyễn Xuân Hằng. I am a vegetarian, no meat eater. Không có no ở đây mà phải dùng là not, bởi vì chúng ta đang ăn theo cụm từ I am và I am not, đúng không ạ? Hoàn hảo này. I am a vegetarian, not a meat eater. Therefore, every time I come in Vietnam, I come to Vietnam, không sử dụng I come in Vietnam. It is really difficult in finding some delicious restaurant for vegetarians. Nhớ để số nhiều chữ vegetarians vì những người ăn chay. Hoàn hảo, ok chưa? Nguyễn Duy nè, Nguyễn Huy này. I am a vegetarian, not meat eater. Therefore, whenever going to Vietnam, I find it difficult to seek great vegetarian. Seek for, em sử dụng từ seek for. Đấy, một số từ là rất hay rồi, mỗi tội là khi mà dùng nó hơi lệch. Nào, Mai Mít nào. I am a vegetarian, but not the meat eater. Đã có not rồi thì đừng có but nữa. I am a vegetarian. So, không sử dụng đầu câu nhé, Mai Mít ơi. Nói thì ok, nhưng mà khi viết thì cẩn thận. Rồi, tiệm lộn. I'm a vegetarian, not a meat eater. So when coming to Vietnam, I feel difficult to find delicious vegetable. Sao có vegetable ở đây? Vegetable là rau củ ấy hả em? Không đúng rồi. Tấn Phi Hùng. I'm a vegan, not a meat eater. Very good. So that. Không có so that đâu đấy. Phân biệt mấy lần rồi nhỉ? So what? Đây, đây, đây. Đầu tiên là find, là tìm kiếm. Look for. Cô xin lỗi. Find là tìm thấy, chứ không phải tìm kiếm. Còn look for hay là bằng seek, bằng search thì đều mang nghĩa là tìm kiếm. Nó khác nhau như nào các bạn ơi? Tìm thấy là tìm thấy rồi, có kết quả rồi ý. Còn look for hay là seek hay là search thì mang nghĩa là tìm kiếm, đúng không ạ? Tiếp tục mình có từ so là vì vậy. Xuất hiện giữa câu ạ, dùng giữa câu. Còn so that thì các bạn cũng dùng giữa câu nhưng mà mang nghĩa không phải là vì vậy mà là cốt để mà. Để làm gì? Chỉ mục đích. Được chưa? Ok chưa mọi người? Tại sao sai vẫn sai nhiều thế? Tại vì những lần livestream trước cô đã nói rồi mà. Nếu mà các bạn chưa xem, các bạn có thể lên trên kênh YouTube Tiếng Anh Cô Hằng Bựa. Lên YouTube gõ Tiếng Anh Cô Hằng Bựa nha. Để các bạn có thể xem lại những phần livestream cũ của cô Hằng nha. Cô đã lưu ở trên đấy rồi. Hoặc các bạn có thể follow cô Hằng và vào tường cô Hằng xem. Vì mỗi lần livestream cô đều đẩy về tường. Được chưa? Nào Tấn Phi Hùng này, Hương Nguyễn, Bùi Thị Vân Anh, Nhung Lê, Anna Trần nào. I am a vegetarian, not a meat eater. So when I go to Vietnam, it is difficult to find delicious vegan restaurant. Ok, được rồi chị Anna ơi. Chị Vân Anh ơi, nhưng mà khi mà chị làm chị cố gắng là thêm chữ SC cho em nhé chị Vân Anh. Được chưa? Nhung Lê này. I am a vegan, not a meat eater. Not a meat eater. So that. Đấy, lại tiếp tục so that này. Đấy. Để ý nhá, không có so với that đâu nhá. Trang Bùi này.
I'm a vegan, not a meat eater, so when it came to Vietnam, when it come to it, so hard to found. Câu này của Trang Bùi có phải vừa tra Google gì không? Bùi Thị Vân Anh. I am a vegetarian, not a meat eater, so when I go to Vietnam, it is difficult to find the delicious vegan restaurant. Ok, câu này của bạn đã ổn rồi đấy. Hương Nguyễn này. I am a vegetarian, not a meat eater. Therefore, when traveling to Vietnam, traveling tu chứ ạ, các bạn toàn quên cái phần giới từ hoặc là dùng sai giới từ thôi. It is difficult to find delicious, delicious viết sai chính tả, vegetarian. Ok, đồng ý ạ. Nào, vậy câu này dễ nhá. Cô sẽ làm lại cho cô này. Now, I am a vegan. Hoặc I'm a vegetarian. Tùy các em đúng không ạ? Not a meat eater. Được chưa ạ? So, thành thus. Vì vậy, hoặc là hence. Tại vì sâu cô không muốn dùng khi mà cô viết ạ. Nói thì ok, nhưng mà dưới khi mà dùng viết, cô dùng hai từ này. Thus or hence, hoặc là therefore. Đây là ba từ các bạn có thể dùng với nhau nhé. Therefore, whenever. Sử dụng từ whenever. Mỗi khi coming to Vietnam. Whenever coming to Vietnam, I find it hard to look for. Tôi thấy rất là khó để có thể tìm kiếm được, đúng không ạ? Hoặc là to find delicious vegetarian hoặc vegan restaurant. Vegetarian, vegan restaurant số nhiều ạ. Tuyệt đối không, từ này đọc là restaurant ạ, đọc là restaurants cho cô nhá. Nào, vậy bây giờ cùng đọc với cô này. I am a vegan or I am a vegetarian, not a meat eater. Thus, hence, or therefore, whenever coming to Vietnam, I find it hard to look for or I find it hard to find delicious vegan restaurants. Được chưa? Rồi, đây ạ, cho cô số một số từ như sau đây ạ. Find, look for. Look for là tìm kiếm, còn find là tìm thấy được. Được chưa mọi người? Đấy, có một số cái phần phân biệt được cô vừa nói ở trên rồi nhá. Nào, chúng ta cùng đọc lại một lần nữa với cô này. I am a vegetarian, not a meat eater. Thus or therefore, whenever coming to Vietnam, I find it hard to look for delicious vegan restaurants. Tuyệt đối không đọc từ này là restaurant, cái phần này phải gạch chân nữa. Một số bạn toàn đọc sai thôi. Restaurant, nhớ nhá. Nào, đọc lại một lần nữa với cô nhá. Comment xuống đây cho bạn dễ nhìn, nếu ai chưa nhìn được thì các bạn có thể nhìn vào phần comment của cô nhá. Rồi, nào cùng đọc với cô ạ. I am a vegan or I am a vegetarian, not a meat eater. So, or thus, or hence, or therefore, whenever coming to Vietnam, I find it hard to look for delicious vegan restaurants. Được chưa? Có thấy khó không ạ? Từ này là delicious vegan restaurants. Được chưa? Rồi đây một số động từ này. Find là tìm thấy, seek là tìm kiếm. Cô cũng để comment lên trên này cho các bạn dễ nhìn. Được chưa mọi người ơi? Rồi ạ, có một số bạn vừa mới inbox hỏi cô này. Cô có lớp online không ạ? Cô dạy ở đâu? Đây ạ, các bạn ơi, cô Hằng dạy ở Hà Nội, nhưng cô có hai cơ sở là ở Cầu Giấy và Bách Khoa, Tạ Quang Bửu. Nếu các bạn mà cần học ở lớp nào, gần chỗ nào thì các bạn học ở đấy. Còn những bạn mà ở ngoài Hà Nội như là Đà Nẵng, Cà Mau này, rồi Đồng Nai, Lâm Đồng các thể loại, các bạn có thể, hoặc là các bạn đang ở là du học sinh của các bạn đang học ở nước ngoài hoặc là đang tu nghiệp tại nước ngoài, các bạn có thể inbox cho cô Hằng để được tư vấn lớp online học qua Skype. Đây là lớp VIP, được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể inbox cho cô chứ đừng comment nhé. Đấy, có một số bạn rất thông minh là gửi inbox cho cô rất nhiều đấy ạ. Kẹo nó cô livestream xong cô sẽ tư vấn cho các bạn ạ. Ok, được chưa? Xong nhé mọi người. Nào bây giờ cùng đọc lại một lần cuối này. I am a vegan, not a meat eater. Hence, whenever coming to Vietnam, I find it hard to look for delicious vegan restaurants. Xong nha, ở đây có một số lưu ý. Find là tìm thấy. Look for bằng với seek, bằng với search for, mang nghĩa là tìm kiếm. So là vì vậy dùng giữa câu, còn so that cô để chỉ mục đích. Được chưa? Ok chị ạ? Các bạn có từ nào khó với các bạn không? Được chưa ạ? Rồi nhá. Nào vậy bây giờ tiếp tục này. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có một phần liên quan đến phần là từ junk food. Có nghĩa là gì ạ? Junk food. Có ai biết từ này không ạ? Junk food. Ok, từ này nếu cô giải thích luôn ạ. Junk food mang nghĩa là đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Vậy giống cái từ unhealthy food đúng không ạ? Vừa nãy chúng ta có một từ đó, từ healthy food là đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Vậy từ junk food là cái phần đó gọi là antonym, là từ trái nghĩa với cái từ vừa nãy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là một số đồ ăn không có lợi cho sức khỏe là cái gì? Đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Nào mời các bạn ạ, junk food, could you please?
help me to have some kind of the junk food that you know. Nào mời các bạn ạ. Các bạn cùng liệt kê cho cô ạ. Không phải đồ ăn vặt đâu ạ. Một số bạn nói là đồ ăn vặt là không đúng ạ. Nếu mà đồ ăn vặt chúng ta dùng từ này là snack. Snacks là đồ ăn vặt. Đấy. Thì được. Chứ còn nếu các bạn sử dụng junk food là đồ ăn vặt là không đúng ạ. Nào mời các bạn ạ. Rồi chính xác. Từ đầu tiên là fast food. Very good. Đồ ăn nhanh. Comment từ ạ. Và các bạn comment cùng các bạn là nghĩa luôn nha. Để xem chúng ta có nhớ được nghĩa không. Rồi, nào mời các bạn ạ, liệt kê cho cô. What kind of junk food do you know? How many kinds of junk foods do you know? How many kinds of junk foods do you know? Có bao nhiêu loại junk food mà em biết nào? Healthful, healthy và healthful nữa hả? Cái từ này đâu phải healthful nhỉ em nhỉ? Thì nhỉ em viết sai chính tả rồi em ơi, em xem lại nào. Em gì cũng quên tên rồi. Em ơi, em vừa hỏi từ healthy và healthful này này, healthful này. Hoàn hảo có thể sẽ comment lại cho cô được không? Rồi, rất tốt ạ. Bây giờ cô sẽ làm thế nào? Sugar, candies. Rồi, chính xác. Cookies. Các bạn đã từng nghe từ này chưa? Cookie bằng với biscuits. Đấy, candy thì bằng với từ sweets. Sugar, ok. Tiếp tục nào. Snacks, fast food. Các bạn comment rất nhanh. Nào, mời các bạn ạ. Sugar, candy, sweet, Coca-Cola. Coca-Cola chúng ta không dùng từ đấy ạ. Đây là Coke. Đây là đồ gì ạ? Đồ uống có ga. Được chưa? Coke nha. Chính là Coca-Cola đây. Nhưng mà chúng ta không biết là Coca-Cola đây luôn đâu ạ. French fries, very good. French fries. Được chưa? French fries. What does it mean? Cái này nghĩa là gì ạ? Khoai tây chiên ạ. Rồi, French fries, khoai tây chiên. Sweet candy. Được chưa? Ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Ok, rồi, tiếp tục nào. Người khác, cô nhìn thấy rất nhiều comment ở đây. Coke, ice cream, cheese stick. Very good. Ice cream, cheese stick. Cheese stick. Good. Hamburger. Very good. Come on, French fry, bacon. Bacon. Rồi, ok, tiếp tục nào. Cake, thông thường cake thì sử dụng cake như là bánh nướng đúng không ạ? Hay gọi là birthday cake đấy ạ, đúng không ạ? Ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Những người khác đâu ạ? Ở đây chúng ta có một từ bagel. Có một bạn comment từ bagel. Very good, bagels. Ok, từ này thì rất là phổ biến ở nước ngoài. Đây là bánh mì. Nhưng mà kiểu bánh mì vòng ấy, có đường. Bánh mì vòng có đường, được nhá. Tiếp tục các bạn từng nghe từ donut chưa? Donut tức là bánh rán đấy ạ. Bánh rán donut. Donut. Ok chưa? Tiếp tục nào các bạn. Tiếp tục nào. Có vẻ ít comment hơn đúng không ạ? Rồi, có một bạn comment là taco. Cô không biết chắc chắn cái này là món taco của Brazil đúng không ạ? Taco là cái bánh rán giòn ở ngoài xong kẹp với lại thịt với rau ở bên trong. Thế nhưng cũng không chắc chắn là nó là fast food hay là không nhá. Taco đây, bánh taco. Được chưa? Rồi. Này những bạn khác đâu ạ? Bread. Oh, bread. Bread. Tiếp tục từ dumpling. Very good. Dumpling. Dumpling. Những người khác đâu ạ? Hot dog. Good. Milty, hot dog bằng với từ sausage. Các bạn nhớ nhé, hot dogs bằng với sausages, nhớ nhá. Hot dogs and sausages, đây là hai cách viết khác nhau ạ. Chocolate, nữa sao lại sô-cô-la, các bạn ơi, sô-cô-la là cách nói của người Việt mình mà. S-O-cô-la là sô-cô-la là cách nói của người Việt mình ấy chứ. Pizza, very good, pizza. Pizza, đừng đọc là pizza nhá, các bạn đọc từ này là pizza. Pizza nhá, ai đọc pizza là sai đấy ạ. Nào, tiếp tục ở những người khác đâu ạ? Pizza, xong rồi này. Sau pizza rồi sẽ có từ milty. Ok rồi, milty. Fan của trà sữa đâu rồi? Milty hoặc là bubble tea các bạn nha. Đây là những từ các bạn có thể thấy ạ. Bubble tea. Ok, processed food. Ok, processed food. Processed food, good. Processed là thức ăn đã đóng hộp ấy ạ. Processed food.
Rồi. Coffee, okay, coffee. Coffee, unhealthy, is it? Isn't it? I don't know. I am not sure about that. Cô không chắc chắn lắm là coffee có phải là một loại junk food không. Tiếp tục, milk tea, ok rồi nè. Tiếp tục mình có từ butter, ok, butter là bơ. Bơ. Milk tea. Bánh tráng trộn hả? Hoàn hảo nó là mix bánh tráng. Ok, pie, ok, pie, I agree with you, pie. KFC, KFC, cái này nó gọi là fried chicken em ạ, fried, na ná cái từ này này, fried chicken, và cô thêm một từ nữa nhé, fried chicken hoặc là chicken nugget, cũng là gà rán ạ, đó. Chicken nugget, ham, good, ham là thịt lợn xông khói này, cupcake, good, cupcake. Rồi, very good. Apple pie, good. Apple pie, bánh táo, tức là những món bánh mà nó khá là gì ạ? Nó là những món bánh ngọt, đúng không ạ? Cream cake, good, okay. Các bạn ơi, các bạn đã từng nghe fish and chips chưa? Fish and chips. Fish and chips, đấy là món đồ ăn vặt đấy ạ, nhưng mà nó là món đồ ăn chiên đấy. Giống như kiểu là cá chiên này. Hoặc là cá những cái loại giống như là cá chiên hoặc là khoai tây chiên, fish and chips, được chưa? Ok, cảm ơn các bạn đã cô thấy rất nhiều rồi. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đọc lại từ đầu nhé. Một số từ vựng ở đây có từ nào khó cô mới nốt lại thôi, còn từ nào không khó thì cô sẽ không ghi nghĩa đâu ạ. Từ đầu tiên từ snack, được chưa? Fast food, đồ ăn nhanh, sugar, các bạn nhớ đây sugar là đường, được chưa? Candies or sweets, hai từ này bằng nhau nhé. Cookie and biscuits, cookies and biscuits, hai từ này bằng nhau. Nếu nó chỉ là anh và anh Mỹ thôi ạ. Coke là đồ uống có ga, đúng không ạ? French fries là khoai tây chiên. Ice cream, kem, cheese stick. Cái này chính là phô mai que của bạn đấy ạ. Phô mai que, món ăn ưa thích của các em cấp 1, cấp 2, cấp 3. Hamburger, hamburger. Từ này đọc là bánh mì kẹp đấy ạ, đúng không? Bánh mì kẹp, làm rất nhanh. Bacon, bacon là thịt xông khói. Thông thường sẽ là thịt ba chỉ xông khói ạ. Được chưa ạ? Ba chỉ xông khói. Cake, cake, bánh. Rồi bagel, bagel là bánh mì vòng mà có đường. Donut là bánh rán vòng, cái này thì các bạn mà xem hoạt hình nhiều là các bạn sẽ thấy ngay. Tiếp tục nào, mình có từ là từ tiếp tục ạ. Taco, bread, dumpling. Dumpling nghĩa là gì các bạn ơi? Dumpling mà nghĩa là bánh bao. Bánh bao. Được chưa mọi người? Tiếp tục, hot dog and sausages. Các bạn đều biết rồi, cái này là xúc xích ạ. Và nhớ là có hai từ nhá, các bạn có thể sử dụng là hot dogs or sausages. Chocolate không đọc là chocolate ạ, hay là sô-cô-la đọc là chocolate. Sô-cô-la. Từ này không đọc là pizza mà đọc là pizza. Pizza. Pizza, được chưa ạ? Pizza mà nghĩa là pizza. Milk tea and bubble tea. Milk tea and bubble tea, đây chính là trà sữa trân châu của bạn đấy ạ. Trà sữa trân châu. Processed food, nào là processed food. Processed food, từ này mang nghĩa là thức ăn đóng hộp ạ. Đấy, để chúng ta tiếp tục mình có từ từ coffee, đã qua xử lý rồi đấy ạ. Process là đã qua xử lý. Coffee mang nghĩa là cà phê. Butter, pie, bánh rồi đúng không ạ? Butter thì là bơ rồi nha, các bạn nhớ nha. Pie là bánh. Bánh nhưng thông thường là bánh như kiểu là choco pie, đúng không ạ? Những loại bánh có ngọt đấy. Tiếp tục. Fried chicken, chicken nugget đều mang nghĩa là gà rán ạ. Fried chicken là gà rán, còn chicken nugget là gà rán theo viên. Gà rán viên. Ham là thịt lợn xông khói. Thông thường xông khói là nó khá là gì ạ? Là mặn, đúng không ạ? Và có nhiều gia vị. Cupcake, cupcake. Cupcake dễ rồi đúng không ạ? Cupcake là cái bánh hình cốc, gọi là cupcake. Apple pie là bánh táo. Cream cake là bánh có sữa. Cream, hay nói là cream cheesecake, đúng không ạ? Right, fish and chips là đồ ăn vặt như khoai tây chiên, cá chiên, được chưa? Rồi nha, vậy mọi người cùng đọc với cô nhá. Rồi khó hay cái dễ các bạn ơi? Rồi có rất nhiều comment như là marshmallow đúng không ạ? Syrup, ok, good, pancake. Rồi được rồi, cảm ơn các bạn ạ. Nào vậy bây giờ cùng đọc với cô nhá. Từ đầu tiên này, fish and chips, fish and chips, fish and chips. Cố gắng đọc với cô rồi thì các bạn nốt lại giúp cô nhá. Cream cake, cream cake. Cream cake, apple pie, apple pie, apple pie, không đọc là apple pie mà đọc là apple pie. Apple pie, được chưa? Cupcake, cupcake. Rồi ham, ham, được chưa? Nào xong những từ này chưa? Cố gắng đọc và ghi nhớ nha, và nhớ cách đọc của nó nha, cách viết của nó nha các bạn ơi. Được chưa ạ?
Xong chưa? Ok, đọc lại một lần nữa. Fish and chips, cream cake. Fish and chips, cream cake. Cupcake, apple pie. Apple pie. Rồi, tiếp tục ạ. Cupcake and ham. Tiếp tục KFC, viết tắt của Kentucky Fried Chicken. Nhưng chúng ta không cần quan tâm đến từ đấy. Chúng ta quan tâm là nó là fried chicken hoặc là chicken nuggets. Chicken nuggets là gà rán. Pie là bánh ạ. Butter là bơ. Butter là bơ. Coffee là cà phê. Processed food. Processed food là thức ăn đóng hộp ạ và đã qua xử lý. Ok. Nào đọc lại một lần nữa nhá. Fried chicken. Fried chicken. Chicken nugget. Chicken nugget. Ok. Ham. Ham. Cupcake. Pie. Butter. And coffee. Ok. Được chưa ạ? Xong chưa? Rồi nha. Có từ nào khó với các bạn không ạ? Rồi, từ nào khó thì các bạn nhớ là nốt lại và viết lại cho cô xem các bạn đã đọc đúng chính tả chưa nhá. Xem đúng chính tả chưa nhá. Processed food. Processed food. Nhớ là âm food này. Kéo thật dài mồm ra và kéo nó có chữ D ở đít. Được chưa? Processed food. Processed food. Milk tea. Milk tea. A bubble tea. Milk tea. A bubble tea. Tiếp tục. Pizza. Từ nào không đọc là pizza. Tuyệt đối đọc pizza. Đọc là pizza. Đây này. Phiên âm như này này. Bít. Ờ đấy ạ. Đó, đọc là pizza. Trọng thứ nhất, pizza, đây là cô ví dụ như thế thôi nhá, không phải để viết đúng như thế này đâu nhá. Tại vì trên máy tính này thì cô khó gõ cái phiên âm ra lắm ạ. Được chưa ạ? Now, pizza, pizza, pizza. Ví dụ, I'd like pizza for dinner today. Tôi muốn ăn một cái bánh pizza cho bữa tối tối nay. Đấy, như thế. Chocolate, không đọc là chocolate, đọc chỉ có hai âm tiết thôi. Trọng thứ nhất, chocolate, chocolate. Được chưa? Xong chưa? Ok chưa mọi người? Nào, tiếp tục ạ. Từ hot dogs and sausages. Hot dogs and sausages, mà nghĩa là xúc xích. Hot dog and sausages, xúc xích, được chưa ạ? Dumpling là bánh bao đấy ạ. Dumpling chính là bánh bao của chúng ta đấy. Bread, bread là bánh mì. Bánh mì cái này dễ quá rồi đúng không ạ? Chúng ta hay nói là bread and butter, bánh mì và bơ. Dumpling, taco, taco. Tiếp tục là donuts. Donuts. Bagel, từ này đọc là bagel nha các bạn nha. Đọc là bagel, bagel, bagel. Cake, bacon, bacon. Hamburger, hamburger. Cheese stick. Đây là phô mai que. Xong chưa mọi người ơi? Có khó với các bạn không ạ? Ice cream các bạn đều biết rồi, đúng không ạ? French fries là khoai tây chiên. Coke là đồ uống có ga. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Nào, vậy bây giờ chúng ta dịch câu sau này. Trẻ con thường ưa chuộng đồ ăn nhanh và các đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng có thể gây nghiện và gây ra một số bệnh như béo phì và tiểu đường. Đấy. Nào mời các bạn ạ. Trẻ con thường ưa chuộng đồ ăn nhanh và các đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng có thể gây nghiện và gây ra một số bệnh như béo phì và tiểu đường. Đấy, đi chị ạ. Đây là phần cô có bắt các bạn comment đây. Nào mời các bạn trẻ em là gì? Thường ưa chuộng là gì ạ? Mấy cụm từ đồ ăn nhanh và đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Gây nghiện là gì? Một số bệnh là gì? Béo phì là gì? Và thêm một từ nữa đó là từ tiểu đường là gì ạ? Đấy. Nào trẻ em thì ưa chuộng đồ ăn nhanh, đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Đấy ạ. Nào các bạn cùng xem là xem khả năng của chúng ta, khả năng ngôn ngữ đến đâu nào. Khi các bạn làm cái phần này có một số bạn đã quên ngay từ vựng của mình ấy. Ví dụ trẻ em là gì dễ rồi, ưa chuộng này, đồ ăn nhanh. Đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để giải quyết được những từ này đây ạ? Trẻ em ưa chuộng đồ ăn nhanh, đồ ăn không có lợi cho sức khỏe, gây nghiện một số bệnh béo phì và tiểu đường. Come on. Nào, đây là lúc mà các cao thủ đang xem livestream làm cho cô đây ạ. Trẻ em ưa chuộng đồ ăn nhanh, đồ ăn không có lợi cho sức khỏe, gây nghiện và một số bệnh là gì, béo phì là gì và tiểu đường là gì?
Rồi, nào, mời các bạn cùng comment giúp cô nha. Các bạn mà muốn nhận được cái phần thông báo về phần livestream của cô Hằng ạ, hoặc tương tác với cô nhiều hơn, các bạn có thể follow cô Hằng để cùng học tiếng Anh nhé. Nào, các bạn khác đâu? Rồi, nên có vẻ như là các bạn đang còn suy nghĩ rất nhiều nên chưa thấy comment ạ. Cô đợi một chút nha. Được chưa? Ok chưa? Rồi, trẻ em thì chắc chắn là sẽ là gì rồi ạ? Trẻ em sẽ là gì đấy? Teenager cũng được. Được chưa? Teenagers. Hoặc các bạn sử dụng từ children. Đấy, nếu là các bạn sử dụng từ children thì cũng được. Còn teenager là cái trẻ em tuổi teen. Ok chưa? Rồi, tiếp tục ạ. Ưa chuộng là gì ạ? Ưa chuộng là tend to, và không đúng rồi. Tend to là không đúng các bạn nhé. Nó không sử dụng từ tend to đâu. Ưa chuộng sử dụng từ đầu tiên là từ to be in favor of, like, love, love, được chưa? To be favor up, favor, tôi không có in, cô xin lỗi ạ, nhớ nhầm. In favor up, còn gì nữa nào? Có in đấy nha các bạn nha, cô xin lỗi cô nhớ nhầm đấy, chắc là cứ loạn loạn lên rồi. To be in favor of, like, love, gì nữa nhỉ? Prefer, các bạn đã từng nghe từ gì chưa? Ok, prefer, các bạn nhớ ưa chuộng sử dụng từ prefer. Nếu các bạn sử dụng từ tend thì là tend to use, tend to use. Đấy, be in favor of, like, love, prefer or tend to use. Ngoài từ tend to use còn từ gì nữa nào? Be in favor of, like, love, prefer, tend to use. Nếu các bạn sử dụng là give priority to, đấy, là ưu tiên. Chưa? Choose là lựa chọn. Còn gì nữa nào? Các bạn khác đâu ạ? Come on. Các bạn khác đâu? Ôi dồi ôi. Thấy như là có vẻ như các bạn lười tìm từ quá đúng không ạ? Cứ dùng một hai từ thôi á. Rồi, ok, nào cô sẽ đưa cho một số bạn lựa chọn nha. Choose này, được chưa? Give priority to, được chưa? Rồi, hoặc là prefer, được rồi, có rồi. Ok, đồ ăn nhanh là chắc chắn là fast food rồi. Không có lợi sức khỏe sử dụng từ junk food nha các bạn nhé. Đọc là junk food, junk food. Gây nghiện chúng ta sử dụng từ gì nhỉ? Gây nghiện sử dụng từ gì? Addictive, very good. Addictive, addictive. Mang nghĩa là addictive, mang nghĩa gây nghiện. Một số bệnh là some diseases, nhớ nhá. Béo phì sử dụng từ gì đâu các bạn ơi. Rồi. Rồi, nếu các bạn không có sử dụng từ disease gì, có sử dụng từ disorder cũng là bệnh nhá. Disorders là bệnh ạ. Very good, cảm ơn bạn là gì nhỉ? Trần Võ Đăng Khoa, ok. Tiếp tục nào, khi mà các bạn sử dụng nó là béo phì, chúng ta sử dụng từ gì nhỉ? Nào, những người khác đâu ạ? Béo phì ạ. Bệnh béo phì. Rồi, nào, obesity nha. Obesity, cô đã thấy một số comment rồi đấy ạ. Được chưa? Còn nếu không sử dụng từ overweight cũng được. Overweight cũng được. Còn cuối cùng ra sử dụng từ tiểu đường ạ. Tiểu đường, các bạn đã từng nghe từ này bao giờ chưa? Tức là đái tháo đường đấy ạ. Tiểu đường, come on. Nào, các bạn sử dụng từ gì đây? Bệnh tiểu đường. Diabetes, đúng không ạ? Diabetes. Diabetes. Đấy, được chưa? Ok, nào toàn bộ từ vựng ở đây có rồi nhá. Nào, một số từ như sau các bạn cùng đọc với cô này. Một, diabetes, overweight or obesity, diseases or disorder, addictive, gây nghiện, junk food là thức ăn có không có lợi cho sức khỏe, fast food là đồ ăn nhanh, choose, be in favor of, teenagers and children. Nào mời các bạn ạ. Cùng đọc với cô nhé.
diabetes, obesity, overweight, some diseases or some disorders, addictive, junk food, fast food, be in favor of, like, love, prefer, tend to use, and give priority to. Được rồi, teenagers or children. Rồi, cảm ơn các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta xem chính xác là như thế nào nhá. Trẻ con thường ưa chuộng sử dụng từ gì? Children often prefer đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Đồ ăn nhanh là fast food and junk food. Tuy nhiên, however, they can cause some disorder such as diabetes. Đầu tiên là overweight hoặc là từ obesity đã. Em béo phì và tiểu đường rồi là diabetes. Không đọc là diabetes nha, đọc là diabetes. Được chưa ạ? Nào, đây là đáp án của cô Hằng đây ạ. Nào, các bạn cùng nhìn vào đây và chúng ta cùng đọc với cô nhé. Children often prefer. Rồi, ok, đây cô có để phần comment ở đây ạ. Nào, từ vựng này. Children often prefer fast food and junk food. However, they can cause some disorders such as obesity and diabetes. Được chưa ạ? Ok rồi, vậy hôm nay là khá muộn rồi. Cô vừa mới livestream xong phần này ạ. Cô sẽ comment toàn bộ từ vựng và cấu trúc câu ngày hôm nay cô có ở đây. Thực tế thì cái phần này khá là dễ với các bạn nếu như bạn nào đã từng quen những phần livestream trước của cô Hằng. Còn nếu không quen livestream trước cũng không sao cả, các bạn có thể về xem lại cái phần này cho cô nhá. Có rất nhiều từ vựng ngày hôm nay ạ. Các bạn thể xem lại giúp cô. Và nếu như bạn nào mà cần tư vấn các lớp online hay offline hay bất kỳ câu hỏi gì về các từ vựng này, cấu trúc câu, hay là các bạn muốn biết được lộ trình học chính xác cho mình nhỉ, các lớp là online offline, thì các bạn hãy hành ngay lập tức inbox cho cô Hằng để cô Hằng có thể giúp các bạn nhé. Ok, so now it's time to put an end on this topic. And I hope that I can meet you guys in the next video. Bye bye. See you. Bye bye các bạn nha.